làm siêu anh hùng đã khó, nhưng làm mẹ của siêu anh hùng còn khó hơn. Vì khi con bạn đang cứu thế giới, thì ai sẽ cứu con bạn khỏi những vấn đề bình thường hàng ngày? Chào mừng đến với hậu trường cuộc sống của siêu anh hùng. Một ngày mới, lại một lỗ mới, cái vuốt không thể giúp gì. Nhưng mẹ cậu ấy là siêu anh hùng huyền thoại. Khi nói về may vá, có đứa con như thế này thật căng thẳng, và bạn phải vá lỗ rách liên tục. Nhưng sao bạn có thể nói không với khuôn mặt này? Có lẽ bạn nên dạy con cách giấu móng vuốt để chuyện này không xảy ra thường xuyên. Chloe, con sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mèo và phụ nữ có rất nhiều điểm chung: xinh đẹp và duyên dáng. Làm đẹp cho mèo rất nhọc nhằn và làm sạch nữa. Nhưng máy hút bụi đáng sợ hơn bất kỳ kẻ thù nào khác. Chúng mình sẽ phải dùng phương pháp cũ và giờ dọn dẹp giống như trò chơi thú vị hơn. Khi con trai bạn là siêu nhân thì thật khó để không bị kiệt sức. Tín hiệu cầu cứu. Superboy biết mình phải hành động ngay. Tác chiến bí mật vào ban đêm đã kết thúc trước khi bắt đầu. Mẹ không quan tâm thị trấn này cần anh hùng hay không, vì con cô ấy cần phải ngủ. Spider-Boy luôn có thể tìm ra cách trốn học và chơi trò chơi, bởi vì giác quan nhạy bén giúp cậu ấy dễ dàng biết khi nào mẹ đang kiểm tra. Cậu ấy đang làm rất tốt. Mẹ của Spider-Boy không biết, có nghĩa là cậu có thể quay lại chiến đấu với cái ác rồi. Cái ác ảo, nhưng vẫn là cái ác. Ngay cả khi bạn là nữ siêu anh hùng, mẹ vẫn sẽ đối xử với bạn như công chúa. Cậu ấy sẽ cho bạn đi ngủ và tắt đèn. Nhưng mèo không quen ngủ như thế này. Giường là cho người hai chân. Nhưng với mèo, hộp mới là đỉnh cao sang trọng. Mẹ của Flashboy rất quan trọng việc chụp ảnh, nhưng nó không thật sự thành công. Con trai à, giúp mẹ với. Tuyệt, giờ hãy chụp cùng nhau đi. Vẫn không may sao? Sẽ dễ dàng hơn với gậy tượng sướng. Nhưng bạn không cần, nếu con trai bạn siêu nhanh. Hashtag selfie thần tốc. Chỉ vì bạn là Superboy không có nghĩa là bạn có thể để bát đĩa bẩn ở khắp mọi nơi. Vết bẩn càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Siêu vết bẩn gì đây? Nó sẽ không bong ra. Superboy. Yeah, bạn cần rửa bát đĩa ngay khi chúng bị bẩn. Không có chất tẩy rửa nào rửa sạch được vết bẩn đó. Superboy sẽ lén lút làm điều gì đó, nhưng không thành công. Đi lấy một chiếc đĩa mới đi. Cô Crow quyết định cho con trai ăn xúc xích, nhưng con trai cô là một đứa trẻ hoang dã. Cách cư xử trên bàn ăn gì vậy hả con? Người văn minh sẽ dùng đồ bạc. Con đáng tự mình làm xấu hổ đó. Con không thể làm gì nếu không có vuốt. Tệ quá đi. Các siêu anh hùng luôn gọn gàng, ngăn nắp vì đã được mẹ chuẩn bị cho. Cả tín hiệu cầu cứu cũng không hề quá sức cô ấy. Superboy, con có quên thứ gì không? Bây giờ không phải mùa hè nữa, đừng quên mũ và khăn quàng. Sao con buồn thế con yêu? Còn nữa nha, vì con sẽ ra ngoài nên hãy mang theo rác nha. Yeah, cô Super. Đó là giới trẻ ngày nay. Ai có thể biết Superboy thực sự sẽ là người siêu ngớ ngẩn chứ? Cậu ấy lại bị mất kính rồi. Cậu ấy tìm khắp nơi, dưới quyển báo, dưới lon nước ngọt. Nó có thể ở đâu chứ? Cậu ấy sẽ cần mẹ giúp đỡ. Sao con lại hét lên? Siêu cố đánh sẽ kích hoạt khả năng nhìn xuyên thấu. Tìm kính là chuyện dễ nhất trên đời nếu mẹ giúp cho bạn. Cảm ơn mẹ. Mẹ của Cat Girl đang tận hưởng. Ai đó đã trộm giấy vệ sinh và xé nát tất cả. Mèo thích dùng móng vuốt sắc nhọn để vui đùa và nghịch ngợm mà. Mọi người khác có thể đợi. Hả? Cái gì đây? Đồ ăn yêu thích của bạn sao?
Cat Girl, con sẽ phải hối hận. Không thể nào cầm được nước mắt khi bạn đang cắt hành tây. Superboy sẽ không để mẹ bị thương, đặc biệt là bởi loài thực vật ngu ngốc này. Ngũ Hành sẽ làm gì với Superboy nhỉ? Làm cậu ấy khóc. Có vẻ cậu ấy đã tìm ra điểm yếu mới rồi. Spider-Boy đưa bạn đến. Bạn bình thường của Spider-Boy. Bé nhện thật sự. Mẹ dường như không ngạc nhiên. Có nghĩa là đã đến lúc tổ chức tiệc rồi. Nhưng mẹ Spidey không biết rằng nhện cũng có thể ồn ào. Tiệc của nhện có nghĩa là không còn yên bình và yên tĩnh. Tổng cộng có 16 cái chân ở đây. Thật khó để giúp mẹ đan nếu bạn có móng vuốt như thế này. Sợi len cứ rối tung cả lên. Người trợ giúp nhỏ có vẻ buồn. Lo bé nhỏ đang giận sao? Chắc cậu ấy đang dậy thì. Mèo có một phương pháp đặc biệt để tắt báo thức vào buổi sáng. Họ chỉ ném nó xuống đất. Nhưng bạn không thể ném mẹ. Nếu con gái không phản ứng, bạn sẽ phải nổ súng lớn hoặc súng phun. Yeah, Cat Girl, mọi người đều gặp khó khăn khi thức dậy. Đã đến giờ ăn vặt nửa đêm. Không gì có thể ngăn Cat Girl ăn vặt, ngoại trừ mẹ. Nhiệm vụ thất bại. Quay trở lại giường đi. Nhưng bạn không thể ngăn tên trộm dễ như vậy. Con trai siêu anh hùng có làm phiền bạn hay không? Và đòi dùng điện thoại của bạn. Dọn dẹp. Dọn dẹp sẽ làm các siêu anh hùng mệt mỏi. Nhưng với Flash Boy, việc dọn dẹp chỉ mất có một phút. Và giờ cậu ấy lại đòi điện thoại. Nếu việc dọn dẹp không hiệu quả, hãy bắt cậu ấy làm bài tập về nhà. Có vẻ như Flash Boy biết cách đọc tốc độ. Thôi được. Thời gian trôi thật nhanh khi bạn vui, đúng không Flash Boy? Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Không có gì tốt hơn với mẹ là chắc chắn rằng con mình ăn uống đầy đủ. Nhưng nếu con trai bạn là siêu anh hùng, sự thèm ăn có thể sẽ hơi khó mà kiểm soát được. Và cậu ấy có thể muốn ăn nhiều hơn nữa, ngay cả khi không còn đồ ăn ở trong nhà. Anh chàng này đang ăn cho hai người. Cậu ấy là Hot Man. Mẹ biết, con yêu à, bình tĩnh đi, mẹ sẽ lấy cho con ngay. Hot Man có tình xấu cho mẹ. Cậu ấy lại được một điểm ép nữa. Bạn sắp nhìn thấy quái vật thật sự. Khi bạn làm mẹ nổi điên, mẹ sẽ biến thành Hot Mom. Bạn phải khắc phục chuyện này ngay, chàng trai trẻ. Rửa bát, dọn phòng. Toàn bộ ngôi nhà phải thật sạch sẽ. Đó là cách duy nhất bạn có thể giúp mẹ bình tĩnh lại và giữ cho ngôi nhà này không bị phá hủy. Với mèo, không có nơi nào ấm áp hơn trong lòng người yêu quý. Đặc biệt nếu người đó là mẹ. Ồ, siêu anh hùng. Họ cũng giống như chúng mình. Giờ bạn đã biết vài bí mật về các siêu anh hùng rồi. Mẹ siêu anh hùng nào khiến bạn nhớ đến mẹ của mình? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên thích video này, đăng ký kênh của chúng mình để không bỏ lỡ các video thú vị nha.